bây gọi là cái gì? Chú Diên chuẩn bị đi chưa? Đếm này. 1, 2, chưa? 2 là gì? 2 là gì? 2 là xoay ông lưng rửa tay, xoay ông lưng hắn bị từ chó lên trước. 3 là gì? Với thẳng này. Với thẳng lên trên cao. Anh làm trước. Làm lại. Anh đếm tôi làm. Bên anh đếm với tôi làm. Đếm đi. Đếm tiếp. Đọc luôn tên lên. Một là gì? Đưa tên chuẩn bị. Hai là gì? Ba là gì? Đưa cửa tay lên nha. Bốn cái, làm hai rồi này. Mắt nhìn trước, mở vai, chưa kiểu tay, mới đánh, làm, không có sai nhá, trước đánh, đếm nữa lo vào, 4, 4, đúng rồi, tốt. Tốt. Bây giờ anh kia làm nhanh cho tôi thế nào? Chuẩn bị phát, chuẩn bị này. Mở vai. Đánh luôn. Đánh luôn. Rồi. Đếm như thế thôi, chuẩn bị. Mở vai là đánh luôn. Tốt, với thẳng lên. Đưa hẳn cái kiểu tay lên trên cao nhanh lên. Đánh nhanh vào. Đúng rồi, với hẳn tăng trước kìa. Đúng rồi, hẳn lên. Đúng rồi, với con với thẳng hẳn tăng trước. Với lên trên cao rồi đúng không? Với hẳn trước. Rồi, nhớ chưa? Cấm lại cái vợt đi, không ăn đùi bây giờ. Tốt. Nhớ chưa? B bật đổi chân, kết hợp bật đổi chân. Vẫn như thế. Chuẩn bị, mở vai. Mở vai đã. Vẫn như thế nhưng mà đánh đổi chân thôi. Bật, rồi, làm đi. Mở hẳn cái vai ra ngang. Mở hẳn cái vai ra. Quay hẳn vai ra như này. Ngang ra như này, chưa? Đầu bật lên, cầm chuẩn vào. Bật đổi chân đánh. Nào, mở vào đấy. Thank you.